Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV. Ronald Opus, một người nhảy từ tầng 10 xuống nhưng qua tầng 9 bị đạn bắn chết. Vậy đây là tự sát hay giết người? Chuyện kỳ lạ trên đời này có lẽ chẳng thiếu. Một ngày đẹp trời có thể ai đó ném vào mặt bạn cả một cục tiền mà chẳng vì lý do gì. Ừ, biết đâu đấy, cứ mơ vậy đi. Tuy nhiên, đôi khi có những câu chuyện kỳ lạ, hách não và nhiều plot twist đến mức bạn sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, như là vụ án bạn sắp được nghe sau đây. Vụ án cái chết đầy twist của Ronald Opus. Ngày 23 tháng 3 năm 1994, cảnh sát Mỹ tìm thấy thi thể của Ronald Opus. Khám nghiệm tử thi cho thấy Opus chết vì một mảnh đạn shotgun xuyên qua đầu. Vấn đề là trước đó Ronald Opus đã gieo mình tự tử từ tầng 10 của một tòa nhà. Tại nơi nhảy vẫn còn lưu lại mảnh thư tuyệt mệnh cho thấy anh rơi vào cảnh tuyệt vọng như thế nào. Nhưng khi rơi qua tầng 9, một khẩu shotgun bỗng khạc đạn. Viên đạn xuyên qua kính cửa sổ găm vào đầu của Opus khiến cho anh thiệt mạng gần như tại chỗ. Giờ là cú twist đầu tiên. Cả Opus lẫn người bắn khẩu súng đều không biết rằng ngay tầng 8 của tòa nhà có răng một tấm lưới dùng để bảo hiểm cho công nhân xây dựng. Xác của Opus rơi trúng tấm lưới và lẽ ra anh đã không chết nếu như không có phát súng oan nghiệt kia. Tình huống này sẽ phải xử trí ra sao? Đây là tự sát hay giết người? Theo luật pháp của Mỹ, một người muốn tự tử và thành công, dù nguyên nhân gây ra cái chết không giống như ý định ban đầu thì vẫn được xem là tự sát. Tuy nhiên, Opus chết khi chưa kịp tự sát thành công, mà dù có rơi xuống cũng chưa chắc đã thiệt mạng. Vậy nên, các giám định viên tin rằng đây nhiều khả năng là một vụ ngộ sát, thậm chí là cố ý giết người. Mục tiêu điều tra hướng về ô cửa sổ của tầng 9, căn nhà của hai vợ chồng già. Khi ấy họ đang cãi nhau hết sức kịch liệt và ông chồng thì dọa vợ bằng một khẩu shotgun. Tranh cãi lên đến đỉnh điểm, ông lão bóp cò súng. May mắn là viên đạn không trúng bà vợ, nhưng bay thẳng ra cửa sổ và găm vào Opus đang trên đà rơi xuống. Lại là luật pháp Mỹ. Khi một kẻ muốn giết A nhưng lại khiến B phải chết, thì kẻ đó sẽ vẫn bị truy tố tội danh giết người, nhưng là với B. Tuy nhiên sau khi thẩm vấn, cặp vợ chồng già tỏ ra phản đối kết luận này một cách dữ dội. Cả hai đều khai rằng họ không hề biết khẩu súng có đạn. Còn việc ông chồng lôi súng ra để dọa vợ thì đã là một thói quen có từ lâu. Khẩu súng ấy vốn chưa bao giờ được nạp đạn và người chồng cũng không có ý định là giết vợ mình. Hay là nói cách khác, việc khẩu súng shotgun đó có đạn là điều không ai ngờ tới và vụ án có thể khép lại với kết luận là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng câu chuyện vẫn chưa hết bất ngờ. Lại có một nhân chứng cho thấy cậu con trai của hai ông bà ngồi nạp đạn cho khẩu súng khoảng 6 tuần trước khi vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra. Theo điều tra, người con trai và mẹ mình đã có mâu thuẫn rất lớn sau khi bà dừng chu cấp tài chính cho cậu. Oán hận dâng cao, người con quyết định lập mưu mượn tay bố giết mẹ bằng cách nạp đạn và khẩu shotgun vì cậu nắm rất rõ thói quen lôi súng ra dọa mỗi khi cãi nhau của ông bà cụ. Kẻ nạp đạn hoàn toàn nhận thức rõ viễn cảnh sẽ xảy ra, nên người con trai sẽ bị truy tố tội giết người dù không phải là kẻ trực tiếp bóp cò. Người này chính là nhân vật phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Ronald Opus. Cuộc điều tra tưởng như đến đây là hết, nhưng không ngờ lại xuất hiện với một cú twist cực căng nữa. Hóa ra, con trai của ông bà cụ chính là Ronald Opus. Sau khi lập kế hoạch sát hại bà mẹ nhưng mãi không thành công, mất tới 6 tuần, cộng thêm việc không còn tiền để sinh sống, hắn đã quá chán nản mà tự vẫn. Opus nhảy lầu tự tử để rồi bị chết bởi chính phát đạn oan nghiệt mà gã đã nạp vào khẩu súng của bố mình. Hay nói cách khác, Opus đã vô tình tự giết bản thân và rốt cục vụ án khép lại với kết luận là một vụ tự sát không hơn không kém. Và cuối cùng là một cú twist căng nhất. Vụ án này đã được kể đi kể lại rất nhiều lần. Nó trở thành một ví dụ hoàn hảo cho thấy hậu quả pháp lý có thể trở nên xoắn não như thế nào dựa trên các tình tiết xảy ra trong vụ án. Nhưng vấn đề ở đây là đây chỉ là câu chuyện không có thật. Các tài liệu điều tra không hề ghi nhận bất kỳ sự việc nào liên quan đến cái tên Ronald Opus, mà quan trọng nhất là tiến sĩ Don Harper Mills, người đầu tiên kể câu chuyện này đã tiết lộ rằng vụ án này hoàn toàn là hư cấu, mà ông kể ra để góp vui cho một bữa tối vào năm 1994. Mục đích khi kể chuyện hoàn toàn chỉ là giải trí, nhưng chẳng rõ vì sao nó lại được lưu truyền như một huyền thoại trong lịch sử luật pháp Hoa Kỳ. Độc Thám TV tổng hợp và đưa tin.
Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.